tổn thương của rác mạc do nhiều nguyên nhân gây ra có thể chia ra làm hai nhóm chính viêm loét rác mạc viêm nông viêm rác mạc nhu mô viêm rác mạc sâu nguyên nhân nguyên nhân có thể là chấn thương rách xước rác mạc dị vật tác động vi khuẩn các loại vi khuẩn hay được nhắc tới là tụ cầu vì sự phổ biến của nó, triệt khuẩn mù xanh, cầu khuẩn lậu do tính chất nguy hiểm của hai loại vi khuẩn này, virus Andeno Hepper. Có thể do hở mi, do sẹo, do liệt thần kinh, do miễn dịch dị ứng rối loạn chuyển hóa, viêm nét da mạc do suy dinh dưỡng khô mắt, trẻ em nhà nghèo, bệnh nhân suy kiệt, bộ đội đóng quân ở nơi điều kiện sống thiếu thốn và gian khổ. Dấu hiệu triệu chứng Đau nhức, bệnh nhân nhức nhối âm ỉ từng lúc dội lên, bất cứ một động tác nào cũng làm tăng cảm giác đau, ánh sáng và chạm. Chói, sợ ánh sáng, bệnh nhân luôn nhắm nghiền mắt, các bệnh nhi thì luôn chúi đầu vào lòng mẹ, không dám mở mắt. Chảy nước mắt, nếu bệnh nhân tự mở mắt, nước mắt chảy ra giàn ruộng, nếu thấy thuốc vành mi có thể tuét nước mắt ra. Thị lực, tùy theo mức độ nặng nhẹ và vị trí ổ lét giác mạc, có khi chỉ còn biết sáng tối. Phòng chống, khi nhận thấy mình có các dấu hiệu triệu chứng biểu hiện bệnh thì nên sớm đi khám tại các chuyên khoa mắt để chữa trị kịp thời dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ